Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Sáng Thiền Su. Lâu rồi không solo game các bạn ạ. Dạo này thấy hơi nhớ nhớ. Hôm nay quyết định solo với Phong. Đấy. Lần trước thì anh chớp em một tay em thua rồi. Lần này khả năng là vẫn chớp là lại một tay nữa để cho em phục thù. Bây giờ lần này tôi đã ăn kèo chắc. Lần trước là anh chơi bằng cái máy đảo mà còn thắng em. Em bảo bây giờ anh chơi bằng cái con máy này thì làm sao em có cửa thắng anh. Máy tôi nhìn thế này thôi chứ thực sự là rất là pro. Cái này chơi 5 tiếng không hết pin. Thôi không nói nhiều nữa, bây giờ anh em mình vào solo luôn hả? Nhưng mà nếu mà Phong ơi, nếu mà anh thắng thì được gì không? Anh thắng làm sao? Tôi cũng chưa biết được suy nghĩ nào. Thế anh thử nói, đến lượt anh nói trước đi. Thôi anh thắng thì không sao cả. Anh thắng thì là chuyện thường tình rồi. Còn nếu mà anh thua thì anh dẫn em đi ăn tối, đi ăn đồ ngon. Rồi ok. Ok không? Được rồi, nhá. Ok, đồng ý. Rồi, nếu mà tôi thua thì tôi sẽ dẫn Phong đi ăn một món gì đấy rất là ngon. Còn nếu mà Phong thua ấy thì thôi không sao cả, Phong thua thì là chuyện thường tình, Phong nó bảo thế rồi. Rồi anh em mình vào solo luôn nhá. Rồi. Map 55 luôn. Đây để tôi tạo phòng. Giờ thì tôi Phong sẽ solo nhá, tôi chấp một tay này. Tôi sẽ không cầm nữa. Đặt trước là tôi chấp một tay là tôi cầm như này. Xong là tôi chơi thế này này các bạn này. Ôi, nhưng mà máy này cái màn hình nó to hơn các bạn ạ. Khoảng cách của các cái ngón ấy nó xa hơn. Thế này khả năng khó đánh hơn rồi. Tôi cứ nghĩ máy ngon là dễ đánh. Nhưng mà máy này màn hình nó to thì khả năng khó đánh hơn. Đây, Phong ngồi đi sang đây. Rồi. Rồi, đấy, tôi sẽ để như này. Tôi solo với Phong luôn nhá. Ok. Rồi, bắt đầu này. Chơi con gì? Có cần chơi cùng một loại tướng không Phong? Không cần. Không cần đúng không? Được. Thích con nào thì chơi à? Thế thì em làm sao mà thắng được anh? Rồi. Thích con nào thì chơi, thế thì tôi cũng vẫn chơi những cái con mà kiểu nó dễ đánh hơn ấy, nó dễ di chuyển. Thì thắng Phong còn dễ nhá các bạn nhá. Chơi có ăn rừng không? Thôi không ăn gì hết đi. Không được ăn rừng nhá. Rồi. Không được ăn rừng. Rồi ok. Có được biến vào không? Được chứ. Được biến về, ok, thế thì được biến về đấy, ra luật ngay từ đầu, không được ăn rừng, được biến về. Rồi, tôi đang tính chơi ngộ khỉ gõ cho ánh sáng to đầu ra thế này. Cứ lỗ trụ là thắng nhá, không biết là ăn được bao nhiêu mạng nhưng mà cứ lỗ trụ là thắng. Đấy. Ok, cái nổ hết trụ phá hết nhà chính gì. Đúng rồi, còn ăn mạng cái đấy là nó ở cái trình rồi em ạ. Ăn mạng okay. Thì ở trình rồi. Ok. Tôi chơi ngộ khỉ gõ cho anh sáng to đầu, đang tính thế biết không biết chơi không? Còn gì chứ rồi, anh chưa kịp chọn em ơi. Anh chưa kịp chọn. Hoài ngộ khỉ thật. Ngộ khỉ ạ. Đúng ngộ khỉ. Tôi đánh ngộ không nhiều. Thành ra là nếu mà tôi không kịp chọn thì nó sẽ tự động chọn con ngộ khỉ. Thế hai anh em cùng đánh ngộ không à? Rồi. Một người đánh ngộ không hai tay với một người đánh ngộ không một tay. Ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Tôi thật bạn, cái kèo này tôi ăn chắc thật, không nó phét đâu. Ngộ khỉ thì tôi thường đi rừng, tôi sẽ không đi rừng nữa mà tôi không mua trang bị rừng nữa. Ngộ khỉ đánh khó thế nhỉ, di chuyển khó thế nhỉ. Rồi, lần này tôi gõ cho sáng to đầu ra này. Một tay không mà linh hoạt được, một hai tay. Đặc biệt cầm cái tay ra. Các bạn nhìn xem này, tôi gõ idol các bạn to hết đầu ra xem. Các bạn nhìn này, tôi cầm tay như này này. Nhìn rất là buồn cười luôn. Nhưng mà di chuyển linh tinh. Phun bảng ngọc rồi các em, phun bảng ngọc con này cơ. Anh thì sợ gì mà con này sợ. Sao mà phun bảng ngọc, Phong cấp 2 rồi. Gõ đau ấy nhỉ. Đó, Phong lên đây. À đừng ngại. Quên mình không chỉnh, mình lại mang trừng phạt các bạn ạ. Đúng rồi. Ây à, chết rồi, xong rồi gõ. Lại 1-0. Tôi thả kèo các bạn đi. Phong ấy, em ơi. Căn bản tôi mang nhầm bảng ngọc của SB rồi. Thôi em đừng nói phét nữa, anh còn mang cả chứng trị này. Em đây mang chứng trị đây rồi. Được biến ra thì tôi lại biến ra thôi, sướng thế nhỉ. Phong tồi tệ thế nhỉ. Phong cái này khả năng anh nghĩ em ạ. Vẫn lịch sử cũ lặp lại thôi, em vẫn thua thôi, không thắng được anh đâu, thật. Tôi biết sáng thế chơi cầm mấy con ấy cho xong. Cầm mấy con trâu chó như... sao những con chẳng hạn như King Grot này. Cầm em King Grot. Những con trâu bò này anh vẫn đập vỡ đầu hết em ạ. Đây phá trụ trắng rồi mà, đợi lết game, ui. Cần King Grot thì anh ấy. Cũng phá. Nào ra đây. Ok bạn, tôi đang thua thiệt một cấp. Ra đây. Tôi đang thua một cấp nên tôi sẽ đợi lính lên. Ôi xài. Ra đây.
ra đây. Này. 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 Ơi. Đang chơi thì khách vào các bạn ạ. Tiếp tục trận đấu nhá. Đang solo. Rồi lên. Xong rồi ra đây, anh thịt em luôn. Xong, tuổi gì mà. Tôi biết sáng chọn ngũ không thì tôi cầm những con như King Dot này. Hoặc những con Omen thì chói à, đập ngũ không đấm như đấm con này. Khổ. Anh còn không phải biết anh chọn ngũ không, em hiểu không? Em không phải trốn bụi em gì cả, ra đây anh thịt em luôn. Này, tuổi gì mà... Máy tôi bị lắc. Thôi em ơi, máy tôi bị lắc. Cả hai cùng dùng một mạng vào máy lắc. Không. Các bạn ạ, chơi một tay thôi, tôi chỉ dùng đúng một tay thôi mà vẫn thắng được Phong rồi, các bạn biết rồi đấy. Tôi chấp Phong bổ trợ rồi, tôi mang trừng trị à. Ông Phong cũng mang trừng trị à? Em ấn vào ngộ không em có kịp ấy đâu, còn 2 giây nữa chưa kịp thay đổi gì hết. Thôi coi như là hai người cùng mang trừng trị đi. Có gì đâu. Đây tôi thấy thương cái sáng chơi một tay thì khổ quá, chấp 2 mạng, chấp 5 mạng thì dễ. Coi như là không sử dụng bổ trợ đi. Cả hai anh em cùng không sử dụng bổ trợ rồi. À đi vào đây Phong này. À vào đây, ra đây. Chơi ấy đi phá trụ đầu đổi mỗi đổi chơi là 3 hiệp, tướng 3 tướng khác nhau đi đa dạng. Anh solo đúng một hiệp, thắng là xong luôn. Cấu rỉa đã. Cấu rỉa. Nào, nào. Phong chạy rồi các bạn ạ. Phong chết trong trụ các bạn ơi. Các bạn ơi, tôi là Phong đây. Phong tôi đã chết trong trụ rồi. Máy này đâu bị lắc nhé. Trụ bắn thằng kia, bắn người tấn công như sao lại không bắn nhỉ. Em ơi, em chết nhanh quá, em làm sao mà bắn. Em vèo gái em chết luôn thì chả thế. Trừng trị. Trừng trị. Em bảo là tôi còn chấp sáng 5 mạng. Bây giờ mới 4 mạng chấp mạng. Rồi em cứ chấp thoải mái. Thôi tôi, ôi chết, lộn. Giỏi rồi, tí ăn được mạng. Đấy, chơi một tay là nó sẽ khó như thế đấy các bạn ạ. Mình đi vào sớm quá thành ra bị trụ nó bắn. Thế là Phong ăn được anh một mạng à? Đã ăn được mạng nào không? Ô thế sao anh chết 2 mạng nhỉ? À Phong vừa giết trộm anh đúng không? Làm như vẫn không 4 này. Ừ nhỉ. Thế là anh bị trụ bắn chết 2 lần rồi cơ. Tôi bị trụ bắn chết 2 lần rồi, bắn lúc nào ta? Hoài Phong. Phong chơi hai tay lợi thế lắm các bạn ạ. Các bạn ơi, nó ăn nó hóa trụ lại thế lắm. Bây giờ chạy đã. Đợi lính lên đã các bạn ạ. Mình chơi chiến thuật đợi lính. Em ơi, không phải đợi lính làm gì cả. Anh chơi cứ thế này anh tập. Thôi tôi chơi dùng một ngón thôi. Giờ chuyển sang dùng một ngón thôi các bạn ạ. Xong đâu, trốn ra đây. Ra đây. Phong, Phong anh gõ thưởng chết em. Úi trời ơi trời. Này Phong này. Trụ đã mất gì? Anh cảm giác là máy anh nó hơi lag. Nhưng mà anh vẫn đánh được. Ô, anh giết được em thì anh vẫn đổi lag thoải mái hiểu không? Nhưng mà anh vẫn đánh được. Như anh có đổi là... Rồi, à quên, không được đánh rừng. Quên mất, tí nữa thì ăn rừng các bạn ạ. Thôi ra đẩy trụ win luôn Phong. Đau quá, sáng gõ phát đau quá nên tôi phải lên giày đấy mới được giảm 10% đánh thường nữa. Giảm thoải mái em ơi. Thôi anh đi về đây. Em ở đấy farm lính nhá. Anh đi về đây. Về rồi, về kịp các bạn ạ. Tí nữa thì chết đấy Phong. Đấy, Phong ơi. Em chết 5 mạng rồi, em chết 5 mạng rồi, em đánh đi nhá. Em bắt đầu đánh đi nhá. Đấy các bạn nhìn Phong đánh này. Tôi giơ hẳn tay lên này không, các bạn bảo tôi ăn gian. Xong này em đi farm thoải mái nhá. Lên, đâu Phong đâu, ra đây. Anh ở đây là Phong ơi. Chạy rồi. Dưới mạng sống trước qua đợi, phá trụ rồi thắng. Phá trụ thắng mà. Nào, xem đây. Rồi, dưới mạng đã ổn. Đấy. Không đập đau hết nhỉ. Nào. Anh băng trụ luôn.
anh ạ. Chết mẹ rồi, tôi thả thôi. Gớm sáng tuổi. Cuối cùng Phong ăn được anh một mạng à? Phong mạnh lắm các bạn ạ. Phá tôi phá lính trước đã. Đánh con này càng ngày càng đánh khó rồi. Không phải càng ngày càng đánh khó mà là sau khi Phong farm được đồ ấy các bạn. Gõ đau hơn Phong rồi. Sẽ có nhiều đồ hơn thì gõ nó mạnh hơn. Về đã, thủ nhà đã. Đấy. 2-1 xong, anh lên anh đẩy trụ. Tôi sẽ lên tôi đẩy trụ để cho win luôn các bạn ạ. Đỡ mất bữa ăn. Cũng muốn mời Phong lắm nhưng mà Phong phải có cố gắng cơ. Ngón tay toàn bị chạm vào cái miến về. Xong rồi đấy. Ra đây mà đánh lính anh. Tôi sẽ bảo vệ mấy con lính này nhá. Xong ra đây em ơi. Ra đây em ơi. Xong rồi. Chết. Ê, anh đẩy lấy trụ rồi, anh đẩy lấy trụ rồi các bạn ơi. Tôi đổi mạng lấy trụ. Đấy, đấy là chiến thuật của tôi đấy. Không cái gì. Nó thế là có lính siêu cấp rồi. Có lính siêu cấp là mình sướng rồi. Phong gõ gãy gậy không chết con lính siêu cấp. Cố lên Phong ơi, cố lên em ơi. Phong cố gắng phải giành chiến thắng anh trận này để có một bữa ăn free nhá em nhá. Tôi phải chơi chiến thuật phá trụ cho nó đẩy lên cùng lúc. Em phá đi em. Sao lính hai bên đường của Phong mạnh thế nhỉ? Em toàn phá hai bên rồi đấy. Rồi Phong đi farm cả hai bên rồi, thảo nào mạnh thế. Thôi tôi bắt chiếc Phong. Đâu rồi, Phong đâu, em ra đây. Rồi Phong đẩy cả trụ đường dưới rồi. Phong ơi. Gì? Em đẩy mạnh lên, anh đẩy mình dưới cho anh. Giờ ai đẩy nhanh là người ấy thắng này. Em mà không về là em thua này. Ai đẩy nhanh là thắng này. Em làm sao nhanh được bằng anh. Của em là lính ấy làm sao nhanh được bằng anh. Thôi. Bảo rồi. Bây giờ tôi đẩy lên này. Hoài Lý Phong đã phá lỗ trụ mình rồi gì. Nhanh thế nhỉ, Úi Phong nhiều lính ở đường dưới thế nhỉ. Nó đẩy một đường như... Thôi, Phong không kèm đẩy lính rồi, phi thẳng vào phá trụ rồi. Phong ơi, đừng em ơi, anh ra rồi này. Ra đâu, còn về đấy rồi. Đấy chưa các bạn ơi, tổ chấp sáng. Thua rồi, Phong nó lỗ, phá lỗ trụ rồi các bạn ạ. Đấy. Thôi, thua. Đấy các bạn ơi. Đấy các bạn, anh sáng chơi chỉ biết lao một đường thôi. Tôi phải chơi chiến thuật, đẩy hết lính hai bên cho lính hai bên khỏe, mình thủ ở giữa. Biết thế chơi kiểu ai ăn nhiều mạng hơn thì thắng nhỉ. Thì Phong đỡ đẩy trụ các bạn ạ. Nhưng mà mình lại bảo ngay từ đầu bảo là lỗ trụ là thắng. Thế Phong coi như là Phong thắng rồi. Bạn này thấy không? Chơi game phải có chiến thuật, dùng tư duy chứ không phải dùng tay không được. Cứ lao lên một đường khác gì ấn được di chuyển. Mình dùng não mình phải thắng những người không dùng não. Thôi não sao? Không sao các bạn ạ. Tôi ván này tôi thua, lần sau tôi phục thù nhé. Các bạn còn cái trò chơi gì hay hay ấy thì bình luận xuống bên dưới video này để tôi solo với Phong xem hai anh em tôi ai sẽ là người giành chiến thắng nhá. Lần này chấp một tay Phong thì thua rồi các bạn. Đấy các bạn ơi. Lúc đầu ăn được tôi toa mồm lắm, gớm bảo chấp lắm mạng. Chiến thuật cả tôi đấy các bạn. Mặc dù là tôi ăn được nhiều mạng hơn nhưng mà Phong nó nhanh hơn, kiểu dùng hai tay thao tác nó nhanh hơn ấy thì nó đi được cả ba đường, nó ăn được nhiều lính hơn, thành ra là Phong nó mạnh hơn tôi. Thôi nói chung là tôi vẫn thua. Anh lại mất một chầu đi ăn à? Em thích ăn gì? Ăn gì cũng được, miễn đồ ngon ấy. Đồ ngon đúng không? Xem nào. Thế ăn mì tương đen không? Cũng được, mì tương đen đi. Ok. Em ơi, một suất mì tương đen nhá, to này này. 150 một suất, 180 một suất chứ không phải là mấy cái suất 35.000 đâu. Lại vừa tôi không còn nhiều, cần gì ăn nhiều. Anh chơi hẳn cái suất mì tương đen 35.000 cho em luôn. Cũng được. Anh nhầm. Lại bảo 35.000, 150.000 cho em luôn. Ok. Nhá. Rồi ok, thôi.
thua rồi. Bây giờ đi mua mì tương đen cho Phong thôi. Đấy, các bạn còn ý tưởng gì muốn đóng góp cho tôi thì comment xuống bên dưới nhá. Hôm nay tôi chỉ làm clip solo vui vui để giải trí thôi nhá các bạn ơi. Kiểu hai anh em làm việc nhiều rồi ấy, mệt mỏi rồi thì làm cái clip solo liên quân để hai anh em cùng giải trí cho nó thoải mái đầu óc. Kết thúc clip nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo. Tạm biệt.